Akashop giới thiệu em video review Acetor 150 với phần mặt nạ lắp đặt hai đèn chiếu sáng phụ trợ L4 cùng với 6 bóng led OLED hoạt động hai chức năng, đồng mi một màu, xi nhan một màu, và phần xi nhan trước lắp đặt thêm led bullet. Và mẫu này là mẫu mặt nạ đã được khoét mũ để lòi toàn bộ phần chip led trên đèn L4. Trước đây cũng có mẫu là không cắt đi phần mặt nạ màu, phần mặt nạ màu vẫn giữ lại kiểu dáng ban đầu. Nhưng như thế thì phần đèn L4 sẽ che đi một chip led, chỉ còn 3 chip. Đối với mẫu này thì toàn bộ 4 chip led trên đèn L4 sẽ được đưa thẳng ra ngoài, và toàn bộ ánh sáng của đèn sẽ được đưa phát ra, không bị che lại. Và ở video anh xem này, mình sẽ có 3 công tắc led. Một công tắc và 2 công tắc bình thường, tổng cộng là 3 công tắc. Một công tắc dùng để điều khiển 6 lốc sáng đèn, một công tắc dùng để tắt mở đèn bullet trong 2 xe trước, và một công tắc led dùng để tắt mở đèn trợ sáng. Như bạn thấy lúc này mình đã tắt toàn bộ đèn. Đây là toàn bộ phần mặt nạ được chế mũ hoàn thiện trở lại để đặt hai đèn L4 cùng với 6 bấm lốc. Các bạn hãy chọn lựa L4X hoặc L4, đó là tùy theo cầu của các bạn. Toàn bộ phần nhựa đen và phần mũ màu bên trên đã được chế và sơn lại. Và chế mũ này thì bắt buộc phải dùng phần nhựa đen zin mới làm nên được, không dùng phôi mắc cú đổ khuôn mà chế lên. Rồi bây giờ mình sẽ mở xi nhan cho bạn xem. Lúc này ban ngày khi bạn chưa bật lấy đầu lóc sáng đèn đồng mi thì bạn bật xi nhan, phần ô lóc sẽ hiển thị màu xanh dương. Màu sắc ô lóc ở chế độ đồng mi và xi nhan là các bạn tùy chọn. Ở đồng mi màu đỏ, xi nhan màu xanh dương. Rồi bây giờ mình tác động về công tắc phụ thì hai bóng ô lóc, hai bên ô lóc sáng đèn màu đỏ. Như bạn đang thấy, đây là công tắc phụ thứ nhất. Công tắc phụ thứ hai dùng để mở đèn bullet hai bên xi nhan trước. Như bạn thấy đây là hai xi nhan trước đang chạy đèn bullet. Và phần xi nhan zin vẫn còn bên trong ngăn đèn xi nhan để hoạt động chức năng xi nhan. Và phần đèn bullet này hoạt động nhiều kiểu đèn, nhiều kiểu chớp. Và phần đèn cùng với mặt nạ, phần điện đóm sẽ được làm giắc cắm tiện lợi cho các bạn trong việc tháo lắp phần mặt nạ. Vì thế những anh em ở xa có thể đặt hàng shop làm hoàn thiện cho các bạn gửi về. Các bạn đấu điện âm dương vào bộ mạch le cho đèn chiếu sáng, và đấu những tín hiệu dummy, smart và hai xi nhan cho đèn lốc. Và bây giờ sẽ là công tắc bắt-xin và công tắc led dùng để tắt mở đèn chiếu sáng. Công tắc led tắt mở đèn chiếu sáng mình đặt tại vị trí này. Và hãy gõ khi bạn nhấn vào thì đèn led trên công tắc sáng đèn, lúc đó các bạn mở đèn chiếu sáng. Đây mình sẽ tác động vào công tắc led mở đèn chiếu sáng phía trước. Đây là bát xin đá đèn để ngay vị trí này, thuận tiện cho việc các bạn đá đèn. Đây là bát xin đá đèn. Các bạn đi hai đèn chợ sáng như thế này thì yên tâm về phần độ sáng để các bạn di chuyển trong đêm. Tắt mở. Rồi, các bạn xem lại toàn bộ phần đèn xi nhan. Bắt xin luôn. Mình xin nhắc lại, đây là kiểu đèn mặt nạ với hai đèn L4 và 6 bóng led OLED. Với phần mặt nạ đã được cắt gọt, chế mũ để toàn bộ chip led trên đèn L4 được đưa thẳng ra ngoài, không che, tránh hiện tượng ánh sáng phát ra từ đèn bị che lại ở phần mặt nạ màu. Video được thực hiện bởi AK Shop,